Vườn sứ Ngô Gia chào cô bác quý anh chị và các bạn đam mê hoa sứ. Thì hôm nay là 16 tháng 7 thì vườn em tiếp tục đăng bán lô sứ hạt giống Thái Lan nha quý anh chị. Thì hôm nay cũng được mười mấy cây quý anh chị. Thì quý anh chị thích cây nào thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0916256522. Rồi vườn em có địa chỉ là ở ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Thì lúc này do cây cũng mới trổ lá đá thì quý anh chị nào muốn tới vườn thì khoảng 2 tuần nữa đến nha quý anh chị. Còn hôm nay nó cũng trổ ít thôi, để quý anh chị đi đường xa mà đến không có chọn được cây như ý thì cũng theo thòi cho quý anh chị. Rồi thì vườn em thì cũng vẫn có chính sách bảo hành cho quý anh chị nha. Thì lúc này do mùa mưa thì vườn em sẽ nhổ cây lên giao cho quý anh chị. Thì mùa mưa này thì nhổ cây là giao thì nó sẽ an toàn hơn quý anh chị. Để trong chậu ha, để trong chậu thì cái bầu nước nó ướt như vậy á, khi đóng thùng lại á, cái độ ẩm trong thùng nó rất cao thì nấm mốc nó sẽ dễ ăn cái bộ rễ làm thúi cũ nha. Vì quý anh chị không có nó thúi mà quý anh chị không hay biết luôn á nha. Với lại ở trong vườn nhiều khi nó có liệp sáp đấy quý anh chị, thì mình về mình để cái chậu về mình trồng á, thì nó sẽ liệp sáp nó sẽ tấn công cũng làm ảnh hưởng đến cái cây sứ mình nha. Liệp sáp á, là nguyên nhân làm thúi cũ là hầu như là 70% á quý anh chị. Cây sứ bị thối cũ á là do liệp sáp nó gây ra là khoảng 70%, rồi 20% là do côn trùng hút chích ở trên đây ha. Trên đây có thể mình thấy những cái con côn trùng chích đây cũng vẫn làm thối cũ nha quý anh chị. Đó, quý anh chị phải quản lý côn trùng ha. Thì hiện tại vườn em cũng có cái thuốc tím á. Thuốc tím thì để quản lý liệp sáp, thì quý anh chị nào mà mua cây có nhu cầu á thì em sẽ gửi, em sẽ bán 40.000 100g nha quý anh chị. 100g quý anh chị có mấy chục cây thì xài khoảng 1 năm chưa hết nha. Rồi thuốc tím. Rồi, hoặc mấy anh chị có thể mua ở trên những shop ở trên trên internet ha, thì người ta giá thành nó có thể rẻ hơn á, nhưng mà không biết cái chất lượng thì sao, nhưng mà của em bảo đảm là hàng của em là hàng nhập khẩu nha. Rồi thì bắt đầu bằng cây số 1 nha quý anh chị. Thì hôm nay có một cái combo 3 cây nha, combo 3 cây rồi một cây màu đỏ hồng vàng cánh rất dày luôn nha quý anh chị, đứng qua nha. Thì này cũng là giống hạt Thái luôn nha quý anh chị, nhưng mà cái bông thì sứ hạt nó ra thì cũng sẽ có bông này bông kia nha. Thì em chọn những cái nào mà nó không có sức sắc thì em sẽ bán cái theo dạng combo. Này là cũng giống Thái nha. Đó, nhiều quý anh chị trồng cũng phát triển mau lớn bình thường nha. Đó, thì cây số 1 ha. Combo số 1 là cái này, cây số 1 là cây đỏ hồng vàng luôn nè. Đỏ hồng vàng. Rồi tới cây trắng. Phân tàn tốt ha. Này chơi mini là tuyệt vời luôn, cánh rất là dày đứng hoa luôn nè. Rồi cây số cây bông thứ qua 3 là màu hồng ha. Đó, ba cây này giá 100.000 nha quý anh chị. Combo số 1. Ba cây giá 100.000. Rồi quý anh chị yêu thích cây nào thì alo trực tiếp cho em số điện thoại 0916256522 nha. Thì lúc này do trời mưa thì bên em sẽ nhổ cây ra khỏi chậu đóng hàng cho quý anh chị nha. Bên em sẽ bảo hành cho quý anh chị trong khoảng thời gian đầu ha. Khi cây về trong khoảng thời gian đầu mà cây có tình trạng thối cũ hay gì, quý anh chị chụp Zalo cho em nha. Thì em sẽ gửi hoàn cây khác cho quý anh chị bằng giá trị tương đương với cái cây mà quý anh chị mua nha. Còn những trường hợp nó bị dập ngọn ha, là sơ sơ thì quý anh chị vui lòng cắt cái khúc dập đó bỏ giùm em nha quý anh chị ha. Thì trong quá trình vận chuyển dù có đóng thùng kỹ cái nào thì cũng sẽ có sơ xuất nha quý anh chị, tại nó qua nhiều người quá thì nó sẽ có khi nó bị dập ngọn quý anh chị ha. Quý anh chị cắt bỏ ha. Đó, rồi bắt đầu bằng cây số combo là cây số 1 là 100.000 ba cây nha quý anh chị. Số 2 củ to lá đẹp hồng cánh sen nha quý anh chị, này sẽ bông to nha. Đó, hồng nguyên khói luôn, hồng vàng rất là đẹp nha, cánh dày, đặc biệt là cánh rất là dày nha. Cái này là nụ nói nụ nha quý anh chị. Đó, cây này là bông nhiều lắm nha, nhưng mà tại vì bữa hổm mưa nó bị dập bông nè, nó nụ ha, rụng nhiều đợt lắm nè. Thì cây số 2 này 100.000, 100.000 cây số 2 nha quý anh chị. Rồi tới cây số 3. Cây số 3 là một cây kem. Cây kem nha quý anh chị, này là kem, dạng kem nha. Kem có gân nha, hồng vàng. Đó, kem cánh nhọn nha, rất là đẹp mắt luôn. Chùm nụ nhiều nha quý anh chị, chùm nụ tầm mười mấy luôn nha. Cái này cây rất là to luôn, dưới phân tàn rất là đẹp luôn quý chị ha. Phân tàn nè, một bộ tàn khủng luôn nha. Đó,
Cụ to. Rồi cây số 3 này là giá 200 ngàn. Lá đẹp đúng không chị? Lá đẹp nha. Cỡ mấy cây này quý anh chị trồng lại vô chậu lớn được luôn rồi ha. Là tới Tết là xả tàn để chơi hoa Tết được luôn rồi đó. Cây này là lớn rồi nè. Đợt trước ha. Số 3 200 ngàn. Rồi tiếp tục với cây số 4. Số 4 là một cái dòng sọc 3 lớp nha quý anh chị ha. Nó bung được 2 lớp, còn lớp trong nó còn ở trong này này ngày mai nữa ha. Thì 3 lớp cánh cũng dày nhưng mà nó hơi lật nè quý anh chị ha. Với nó quý anh chị nhìn ha, cái màu hoa nó cũng không có được không được sáng lắm. Đây 3 lớp số 4, củ cũng tương đối to nha, đứng qua nha quý anh chị. Rồi 100 ngàn, củ to nha, 3 lớp sọc xe bông to nhưng mà trổ cái màu hoa nó chưa có sắc nét nha, nó không có sắc nét. Thì cây này 100 ngàn thôi, số 4. Rồi quý anh chị trồng có thể nó ra được cái quả đẹp đó nha. Tại cái này nó nằm trong chậu này thì em chưa biết nha, qua bói thì mình cũng không có biết được đâu. 100 ngàn số 4. Rồi đây là số 5, siêu bông cánh to ha. Quý anh chị coi nè, cái bàn tay em là bự cho bá luôn á, mà nó là cái gần cỡ cái bàn tay xè của em nha. Thì cái cánh nó thì nó giống giống nha, nó không có thẳng lắm, mà cái lượng bông cỡ này thì không thể thẳng nổi. Quý anh chị có thể về vô chậu lớn thì quạt mai ha, còn cái này nó nằm trong chậu này thì nó không thẳng nổi. Rồi cánh dày, rất là dày luôn, mới trổ ra thì nó có vạch đen ha, hồng vàng, rồi nó trổ ra 3-4 ngày thì nó đỏ, nó là ná như thằng tài á quý anh chị ha. Nhưng mà bông bự hơn, nhưng mà nó không có cao, không có thẳng bằng cái thằng tài nha quý anh chị ha. Đó cây to già nha, số 5 100 ngàn, siêu bông nha. Đó, quý anh chị thấy không, bông bự mà có 6 bông, mà nhìn cái tàn này mà nó muốn bít cái tàn luôn nè, khủng khiếp quá. Số 5 100 ngàn. Rồi số 6 là một cái chủng loại đỏ đen, đỏ đen mà dạng hoa văn nha, ở trong là nó hoàn toàn như hoa văn chứ nó không có nó nè quý anh chị thấy ha, hồng trắng ở trong thì nó có một cái vạch đỏ chạy ra nha, mà nó hình thức nó là hoa văn nha quý anh chị ha. Có bông bông trong đây, ở đầu ngoài thì đậm hơn này nha, đỏ đen. Rồi hoa rất là dày luôn nha, 5 cánh, hoa rất là dày. Cây số 6 phụ cũng tương đối to nha quý anh chị, phân tạng dưới đây được 2 nhánh, trên 2 nhánh nha. Cây số 6 250 ngàn, số 6 250 ngàn. Thì tất cả những cây nào màu tối quý anh chị nên để ở nơi chế độ nắng ít nha, hoặc là nhà mình chỉ có chỉ hứng được có nắng sáng không thì rất là tốt, cho thích hợp cho những cái cây mà màu tối nha quý anh chị, nắng chiều là nó chịu không nổi đâu ha. Kể cả cái củ sứ nha, củ sứ kỹ nhất là nắng chiều rọi ngay nó nha quý anh chị. Những cây mà mấy anh chị mới đôn lên mà nắng chiều rọi là bảo đảm một ngày một là có thể trái củ luôn á. Rồi số 6 250 ngàn, 200 ngàn, xin lỗi nha quý chị, xin lỗi, cây số 6 là 200 ngàn nha quý chị. Cây số 6 này đỏ đen giá 200 ngàn nha quý chị. Rồi xin lỗi, nói lộn. Rồi cây số 6 giá 200 ngàn. Cây số 7, cây số 7 là một cái cây hoa sọc viền hồng nha quý anh chị, sọc đỏ viền hồng, hồng vàng, hồng vàng cánh dày nha, cánh rất là dày luôn, xe bông to, đứng qua lá đẹp nha, phân tàn cũng đẹp luôn đó. Thì cây số 7 này cũ cũng tương đối nha quý anh chị, cũ cũng tương đối cho nha. Rồi cây số 7 này giá 100 ngàn quý anh chị, 100 ngàn cho cây số 7 nha. Cây này hoa cũng sắc nét nha quý anh chị, màu sáng màu nha, viền đỏ rất là đẹp luôn. Rồi cây số 7 100 ngàn. Cây số 8 là cây đỏ đen, ở trong họng vàng lan ra một lan ra đỏ, rồi ở ngoài là màu đen nha quý anh chị, đỏ đen nha, đây là đỏ đen. Rồi phân tàn tốt, nó cây phân tàn rất là tốt, củ già ha, củ to luôn. Cây số 8 này thì giá 150 ngàn, cánh dày nha quý anh chị, cánh rất là dày luôn nha. Đây cánh dày nha, cây số 8 này là nụ nói nụ luôn nha quý anh chị. Rồi cây số 8 là 150 ngàn.
số 9. Rồi số 9 này là một cái cây, cây số 9 này là một cái cây hoa màu tím. Màu tím nha quý anh chị, tím lem thôi nha. Chứ nó không có nguyên khối. Nha, dạng tím lem nha quý anh chị. Đó, hồng vàng. Hoa thì cũng rất là dày luôn. Rồi, nụ thì nếu nụ dày thì trỏ rộ quý anh chị, nụ nó nụ nha. Đó. Cây này thì phân tàn được 4 nhánh nè. Thì cái cây này tím không nguyên khói ha. Cây này bán giá 350.000 nha quý anh chị. Đây quý anh chị nhìn nha, xem kỹ mặt qua nha quý anh chị. Lấy nó không được luôn. Rồi, cây tím số 9 này là giá 350.000. Nha, cây này to rồi nha. Nhưng mà cái nó không có nguyên khói nha quý anh chị. Nó dạng lem nha, tím lem. Cánh dày, cánh thì dày. Rồi, 350.000. Tiếp tới cây số 10. Cây số 10 là một cái cây hoa cũng rất đẹp quý anh chị. Ha. Màu nó như thế này, hoa hay như hình nha, họng họng đỏ đậm nha quý chị, họng nâu nha. Đó, quý anh chị nhìn tổng thể ha. Thì nụ rất nhiều nè, nụ nó nụ nha. Rộ bông. Đây nè. Cái này là nó chưa có trổ, nó mới dày trưa nó mới căng ra nha. Rồi cây số 10 này là củ già nha, củ già được hai nhánh trên đây, được nhánh đó nè. Thì mấy cây này quý anh chị về ra chậu lớn được đó. Cây số 10 100.000. Màu hoa của nó rất là đẹp luôn quý chị. Rất sáng ha, cánh dày. Đặc biệt cánh rất là dày nha. Cánh rất là dày. Rồi. Số 10 100.000. Rồi tiếp tục tới cây số 11. Cây số 11 là cây có bộ tàn ở trên phân rất là đẹp luôn nha. 4 nhánh ha. Nhiều quý anh chị nếu mà cắt bỏ hai nhánh này. Rồi. Chơi cái bộ tàn trên đây không thì tuyệt vời nha. Hoa thì cũng rất là đẹp, rất là dày luôn, sai bông rất là to luôn. Nha. Hồng. Màu hồng cánh sen, họng vàng và có viền trắng ở bên ngoài nha quý anh chị, trắng nhẹ thôi nha. Đây nè. Có viền trắng nha. Nhìn cái hoa rất là sang, rất là ngọt ngào luôn nha. Lá đẹp ha. Lá đẹp luôn. Nụ nói nụ nha quý anh chị. Thì cái cây này là cũng là lứa trước nha quý anh chị, cái cốt rất là to luôn nha. Cái cốt khúc này bằng ngón vào cái luôn nha quý anh chị. Đó, cây số 11 này quý anh chị bỏ hai nhánh này chơi trên đây không là chơi cái bộ tàng dục rất đẹp nha. Thì cây số 11 này là giá 150.000. Cây này rất đẹp luôn nha, sai bông to. Sai bông là gần cả nắm tay của em luôn á nha. Sai bông to, cánh dày nha. Bự nhưng mà cánh rất là dày. Đó, 150.000 cây số 11 nha quý anh chị. Cây số 1. Thì quý anh chị yên tâm ha. Em đăng cây nào thì em sẽ giao cho quý anh chị đúng với cái cây quý anh chị lựa chọn nha. Có thể là khi giao em sẽ lặt hoa nhưng mà quý anh chị có thể yên tâm ha. Em nhà vườn thì em đăng cây nào bán cây đó, chứ giờ giao cây khác cho người khác cũng chưa chắc chị nha quý anh chị. Mỗi người có một cái sở thích khác nhau nha. Thì quý anh chị yên tâm, không có thể nào mà của người này đem qua người kia nha. Đó, rồi cây số 11 là giá 150.000. Rồi cây số 12 nha quý anh chị. Cây số 12 là cây hoa của đợt giống mới ha. Gân. Gân nha quý anh chị. Gân rất đẹp luôn nha. Gân tím có, đỏ có nha, sọc đỏ, cánh dày. Đặc biệt cánh dày. Không bay màu nha quý anh chị. Cái này đặc biệt không bay màu. Ha. Hoa là càng ngày càng đẹp chứ không có xấu thêm miếng nào được ha. Hoa càng ngày càng đẹp, lá đẹp. Lá đẹp nha quý anh chị. Củ thì không lớn lắm nha, cây số 12. Đó, lá đẹp. Hoa càng ngày càng đẹp luôn. Họng thì họng sọc nâu nha. Rất là đẹp mắt luôn. Cánh dày rất là dày luôn nè. Rồi số 12 giá 200.000. Cây số 12 giá 200.000 nha quý anh chị. Hoa rất đẹp nha. Sọc tím có nha, sọc đỏ có. Gần tím có, gần đỏ có nha. Rồi cây số 13 là cây hoa rất là lạ, rất đẹp luôn nha. Cây này quý anh chị có thể test được luôn nè. Và nó đặc biệt nó là bông chùm nha quý anh chị, bông chùm nha. Cây này quý anh chị nào nếu mà muốn sưu tầm để làm cây ghép ha, thì cái cây này rất là hợp lý luôn nha. Cánh rất là dày, cánh rất là dày, trổ càng ngày càng đẹp nha. Mới trổ ra nè quý anh chị, cái màu rất là đẹp nha. Gân ha, nâu với tím nha quý anh chị nha. Họng nè, từ trong họng chạy ra luôn, năm cánh nhọn mà bông, sao bông thì rất là to nha quý anh chị nha.
gân tím với đỏ với nâu nha. Rồi nó đổ 2-3 ngày ra nó ra đậm đà hơn, nó chuyển qua cái thành muống tím tím nào quý anh chị ha. Rồi cái này rất thích hợp cho quý anh chị nào test ha, test để mình làm cây giống ha. Cây này là bảo đảm luôn á, test là ra là thành công chắc luôn á, chùm nụ rất là nhiều luôn, mười mấy luôn quý anh chị. Mà đặc biệt nó là bông chùm nha quý anh chị ha, cánh dày. Cây số 3 này thì cái củ không lớn nha, chiều cao khoảng 30 cm. Đó, có hai bông mà quý chị nhìn rất là đẹp ha, rất là nổi luôn. Rồi cái này bán giá mềm luôn 300.000 thôi. Còn quý anh chị nào cây này là quý anh chị không mua thì em để em cũng test luôn ha. Đó, cây số 13 là giá 300.000. Cây này là đúng ra em bán cái này em cũng ổn luôn quý anh chị, 300.000 nha. Cây số 13. Cây số 14. Cây số 14 là cái hoa màu đỏ nha quý anh chị, đỏ giống mới nha. Cái màu đỏ rất là ngọt ngào nha quý anh chị, không bay màu, hai lớp. Có sọc đỏ ở chính giữa nè, hồng đỏ, hồng nâu gì ở trong này nha quý anh chị. Nè, cái bông chỗ trước nè quý anh chị, cũng rất đẹp luôn nha. Đó, chỗ này là 3-4 ngày, 4-5 ngày gì luôn nè. Nụ nói nụ lá đẹp, bộ tàn đẹp. Cây số 4 này giá 200.000 nha quý anh chị. 14 giá 200.000. Hoa đẹp nha, hoa màu đỏ rất là ngọt ngào nha quý anh chị, 200.000. Cây số 14, bộ tàn đẹp luôn. Rồi, rồi cây số 15 này là cái màu đỏ rất là lạ, rất là đẹp, rất là ngọt luôn nha quý anh chị. Cánh nhọn, họng nâu nha, từ trong ra ngoài quý anh chị nhìn tổng thể rất là đẹp luôn. Thì cái cây này một lớp giá vẫn 200.000 nha. Số 15, lá nhĩ nha quý anh chị. Đó, này cũng bông chùm nha, bông chùm nha quý anh chị. Cây này là quý anh chị đánh lên cây lớn là rất là đẹp luôn nè, bảo đảm luôn á. Size bông trung bình, không có lớn lắm nhưng mà cánh này đặc biệt là hoa rất là dày nha. 200.000 cây số 15. Đó, những cây này là quý anh chị có thể test lên cây lớn được quý anh chị chơi nè quý anh chị. Ở nhà quý anh chị có cây lớn lớn quý anh chị đánh cây này lên bảo đảm với em chơi, hoa vừa lạ nha. Màu sắc thì rất là ngọt ngào, giữ màu, cánh dày luôn. Rồi, bông nhiều. Thì cây số 15 này là giá 200.000 nha quý anh chị. Rồi, tiếp tục tới cây số 16. 16 ha, với phân tàn được 2-3 nhánh, cũ cũng không lớn dữ nha quý anh chị. Chùm nụ tầm 10 thôi ha, hai lớp. Dạng đỏ tím quý anh chị, ha, đỏ viền tím. Thì cái chủng loại này nó cũng nói chung là cũng tương đối đẹp nhưng mà là cũng bay màu đó quý anh chị. Ha, cánh thì dày nha. Đó quý anh chị xem nha. Thì cái này lóng ngắn luôn quý anh chị ha. Cái này thì hoa thì rất là đẹp nhưng mà cái thể loại này thì nó sẽ bay màu nha. Đỏ viền tím. Hoa rất đẹp luôn nè. Rất là lạ luôn. Đó quý anh chị thấy ha. Thì 250.000 nha quý anh chị, hai lớp. Hai lớp nha, cánh nhọn. Màu đỏ cũng rất là lạ nha. Màu đỏ viền tím rất là lạ luôn. 250.000, cánh dày nha quý anh chị, cánh nhọn nha. Họng nâu luôn. Rồi, củ thì tương đối thôi. 250.000, cây số 16. Rồi tiếp tục tới cây số 17. Cây số 17 là một cái cây kem ha, kem hai lớp, dạng cánh gân nha quý anh chị. Cánh rất là dày, xe bông to luôn nha. Đứng qua nha quý anh chị. Nè, đó, cái bông rất là to nha mà nó vẫn đứng qua nha quý anh chị. Đó, cái bông là cái bông quý anh chị xem ha. Hoa rất là lớn luôn. Nụ nói nụ nha. Rồi, bông lá đẹp, tàn đẹp luôn. Củ đẹp luôn nè quý anh chị. Củ này rất là đẹp nè, củ này là đó, khúc trên rất là đẹp nha. Số 17 này là 300.000. Cây kem này là 300.000 nha quý anh chị. Lá đẹp, tàn đẹp, củ đẹp, bông đẹp nha. Đó, tàn rất đẹp luôn nha quý anh chị. Rồi, tới cây số 18 là cây cuối cùng của ngày hôm nay là cây màu tím nguyên khói nha. Thì cây màu tím nguyên khói này thì cái cánh rất là dày, họng vàng ha, cánh nhọn. Cánh hơi nhọn nhọn nha. Đó. Dày quý anh chị ha, đặc biệt là rất là dày. Ở dưới phân tàn được 3 nhánh với một nhánh nhỏ bên đây ha. Quý anh chị dưỡng cho nhánh bên đây hoặc tới tết quý anh chị xả là nó sẽ ra được cái bộ tàn đều nha.
Thì cái cây này thì cũ thì cũng tương đối nha, số 18. Cái hoa thì rất là đẹp, tím ngọt ngào luôn, cánh dây họng vàng. Thì cái cây tím số 18 này là giá 500.000 nha quý anh chị. Rồi hôm nay em được 18 cây, quý anh chị nào được cây nào thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0916256522. Thì bên em là ship bên Việt Nam Boss nha quý anh chị. Rồi chào tạm biệt, cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ em nha.